Ê, anh. Này, 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 tôi nói. Cái gì á? Ngồi xuống tôi nói này nghe nè. Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Chuyện gấp. À, sao ông nói đi? Tôi có một cái chấp riêng. Chấp ngoại á. Ừ. Thì đang định rủ bà với tôi làm chung nè. Một mình tôi làm không có được. Chấp riêng hả? Ừ. Nhưng mà chấp gì? Thì chấp quảng cáo phim điện ảnh á. Nó thì cái chớp nó cũng lớn. Tầm bao nhiêu tiền? Tôi có hỏi kinh phí để làm cái đó thì họ nói là tới chi phí là hơn 100 củ. Nhưng mà làm trong bao lâu? Cái này thì tôi nghe nói là từ 10 cho tới 14 ngày á. Là cũng gần 2 tuần á. Cũng hơi lâu quá mà. Tôi đang làm trong công ty. Bây giờ tự nhiên tôi ra ngoài tôi làm từ đó ngoài sao được. Công ty đuổi tôi chết. Thì tôi cũng đắn đo về cái vụ đó. Còn mọi người về hết rồi. Tôi canh rồi. Hay là bây giờ như này. Tôi với anh Thịnh á, thỉnh thoảng cũng nhận chốt ở bên ngoài. Hay là ông bê qua bên tôi, bắt lại con tôi. Xong rồi tôi chia 100% lợi nhuận cho anh. Vậy hả? Ủa vậy tôi được bao nhiêu? Thì tôi chia cho ông từ 10-15%. Ôi, vậy cũng được ha. Y mà lỡ tôi với bà nhận làm ngoài á, thì ông Vinh không biết thì sao? Mà thôi kệ đi. Đằng tôi cũng sắp nghỉ rồi, không quan tâm. Cái gì là bà cũng sắp nghỉ công ty hả? Ừ, thì tôi tính ra làm thêm với anh Thịnh luôn. À. Rồi ông Vinh không biết cái chuyện mà bà nghỉ rồi sao? Không biết chưa? Tôi không quan tâm đâu, nói chung là tôi với ông hợp tác thì cứ biết hợp tác thôi. Chuyện của ông Vinh thì kệ đi, tôi cũng sắp nghỉ công ty rồi. Ừ. Rồi để có gì để tôi hỏi khách hàng kỹ lại. Xong rồi có gì tôi báo lại bà. Ờ, vậy có gì nhắn cho tôi nha. Ừ. À, nhưng mà cái chuyện này á, tôi với ông biết thôi, đừng cho ai biết nha. Nhưng mà tôi không muốn nhưng mà phải nhớ nha. Chỉ tôi với ông biết thôi. Rồi. Và bây giờ tôi về này. Rồi, bye bye. Có gì nhắn tôi nha. Rồi, ok. Đòi có ý định nghỉ rồi đó. Nói chung với anh em thì đây là một cái cơ hội trường của tụi mình. Thì bạn đang cầm máy là cameraman và cũng là bạn làm việc cho mình luôn. Bạn nhân hãy nói luôn gì? Thì nói tôi giả bộ tôi nói là có chấp ngoài đó định rủ làm. Nói chung ngày hôm nay là biết là hai đứa nó là tính là riêng đó. Đúng rồi, tôi gặp Thịnh để hỏi bà là biết rồi. Thì có gì đâu, bình thường muốn làm nữa thôi, muốn làm thì nó sao cũng đẹp chứ, đúng không? Đúng rồi. Thế không, bây giờ mình hai người vậy mình nên làm gì? Thì giờ mình chơi tới bến luôn chứ sao vậy? Chơi tới bến là chơi chứ. Bún lò à? Để bến là sao? Thì mình chắc là mình... Sao ta? Khó nói đâu. Theo Vĩnh thì Vĩnh nói Vĩnh có ý gì không? Đuổi là thế sao? Biết anh em xem cơm của tôi thì chắc anh em cũng nghĩ vậy. Nếu không? Thì mình cho nghỉ thôi chứ sao? Họ muốn nghỉ mà đúng không? Nghỉ thì nó đơn giản quá. Mà trước khi mình cho nghỉ thì mình nên làm một cái gì đó. Ok, vậy trước khi nghỉ mình làm việc đó đúng không? Đúng rồi. Ok. Thì đợi đi rồi để xem thử làm gì đó, kiếm gì mình làm gì đó ha. Ừ. Chứ còn người ta nghỉ thì cũng nghỉ rồi. Đúng rồi.
Ok.